Ok, nè, như cái bánh tét. Yo. Vâng, xin chào các bạn đã đến với video của mình. Và hôm nay là mình sẽ chia sẻ cho các bạn một tiếp tục giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn đang có nhu cầu muốn mình hỗ trợ các câu hỏi. Thì hôm nay mình sẽ giải đáp cho một số bạn ha. Rất hay, hôm nay có những câu hỏi rất là hay, rất là thú vị. Rồi, ok, câu hỏi đầu tiên của bạn hôm nay là video này ha. Video này là câu hỏi của bạn TWS Mobile. Tên đã không? TWS Mobile. Tập Miss Voice hát lên cao bị chuyển sang gió nên sợ không dám hát nữa, không dám hát karaoke nữa. Tập Miss Voice khi hát lên cao thì bị chuyển sang gió, là giọng nó sẽ bị giọng gió, nó sẽ bị yếu đi. Ok, thì cái vấn đề này thì thường là nó cũng sẽ thường thôi, cho khi mà các bạn tập bạn thay đổi giọng từ giọng một loại giọng này qua một loại giọng kia mà nó không mượt á, nó không smooth á, là tự động nó sẽ nó bị gãy, và nó gãy là nó sẽ bị mất cân bằng, nó bị mất cân bằng ha. Thì cái vấn đề là rất là bình thường, không có sao cả nha. Đó, bạn TWS Mobile nói chung và mọi người nói riêng, nếu như gặp tình huống mà đang lên cao mà bị gãy chuyển sang giọng gió là chuyện đó bình thường. Trong một số những cái bài hát thì nó còn gọi là một kỹ thuật nữa đấy, chứ không sao chứ không phải dạng vừa đâu. Nó là một cái kỹ thuật thanh nhạc khá là hay nếu như mình biết cách sử dụng. Đó, những cái kỹ thuật mà chuyển từ giọng chest qua head mà nó có một cái độ gãy như vậy để nó tạo nên một cái hiệu ứng rất là đặc biệt. Đó, cái đó mình nói sao ha, ai muốn hỏi cái đó thì mình sẽ chỉ cái đó. Còn những bạn nào đã có cái đó rồi thì cứ tập đi, không sao đâu. Rồi bây giờ mình tập thêm cái mới nè, bởi vì cái đó cũng rất là hay, áp dụng vào một số những bài hát rất là hay nha. Đầu tiên là bạn muốn chuyển Miss Voice nó mượt đúng không? Miss Voice nó mượt thì bạn phải tập lại cho nó đúng cái kỹ thuật Miss Voice. Thì mình có rất nhiều những cái bài chia sẻ về giọng Miss Voice, mà người ta hay nói là giọng pha đó. Thì đó bạn coi, tại vì đôi khi là mình tập chưa đúng á, mình tập sai á, nên nó chuyển lên không có mượt thôi. Bây giờ mình thay đổi lại cái cách tập ha. Ai cũng vậy hết trơn á, ngày trước mình cũng vậy à, mình cũng tập sai tè le hết rồi tè le rồi mình cũng phải điều chỉnh, rồi mình sửa tới sửa lui, rồi mình nghiên cứu rồi nhiều năm rồi mới ra được một cái kỹ thuật là khá là dễ tập cho mọi người, tập Miss Voice đấy. Mà giọng Miss Voice thì ai cũng biết rồi, nếu như các bạn nghiên cứu kỹ thì giọng Miss Voice rất là hay và áp dụng được rất là nhiều trong bài hát ha. Cái này nghiên cứu kỹ thêm mình đó, thì lên mạng thấy phần lớn mọi người sẽ hỏi về Miss Voice rất là nhiều. Do cái tập chưa đúng thôi. Ok. Khi bạn chuyển sang gió, bị chuyển gió nhiều quá là do mid voice của mình nó chưa tốt. Đó, thì bây giờ mình sẽ tập lại cái phần phần chuyển. Mà phần chuyển ở đây á là nó có cái trước khi mà mình tập cái phần chuyển á, thì mình sẽ đi tìm cái nguyên nhân lại làm sao mà mình bị chuyển sang giọng gió như vậy nhiều quá, rồi nó bị gãy âm thanh, rồi giọng nó bị yếu. Thì đó, thì là khi mà mình hát lên cao, phần lớn là mình chuyển luôn cả nguyên một cái cột hơi của mình, nó đẩy lên trên cao luôn. Nôm na là mình mất đi cái chân của âm thanh. Theo mình định nghĩa là giọng chest voice đó, giờ giọng ngực đó, nó là một cái chân của âm thanh. Và giọng chest voice này thì nó lại làm cho giọng nó giữ cho thăng bằng cái chân á, và giọng của mình nó sẽ trở nên chắc chắn hơn, nó ổn định hơn. Mà cái này mình chuyển lên cái mình mất giọng chest voice. Vậy thì mình sẽ tập làm sao để cái phần liên kết giữa chest voice và head voice á, nó thành một cái đoạn liên kết chặt chẽ luôn. Thì sau đó mình qua mid voice nó sẽ dễ dàng hơn. Thì phần lớn các bạn là bị gãy ở cái phần chest và mid, chest và head, là các bạn cho cái phần chest và head á nó thành hai phần khác nhau, rồi bắt các bạn mới tập giọng mid. Hai phần là chest, head, bắt đầu các bạn cứ nghĩ là hai cái này liên kết lại thì nó ra là giọng mid, nhưng nó không đúng đâu. Trước mắt đầu tiên nó phải liên kết lại được với nhau.
đúng không, nó liên kết vào đâu. Khi mà nó liên kết được với nhau rồi, bắt đầu cái câu chuyện ở đây là chúng ta sẽ phân bổ cái sức mạnh để chúng ta tạo thành cái giọng mid voice. Mà mid voice mình có nói rồi, là khi mid voice của chest và head nó tìm được nhau rồi á, thì nó cùng nhau nó nắm tay nhau, chest và head nó nắm tay nhau, nó đi thẳng tới phía trước là nó chạm vào cái vị trí giọng pha đó. Giờ vị trí giọng phần mặt của mình gọi là mặt nạ đó, thì đã chạm vào thì nó mới ra mix. Còn các bạn chưa có tìm được chest với head nó đi chung với nhau như vậy, chưa có tìm được cái điểm tương dính liền với nhau mà các bạn đã vội vàng tập mix rồi, thì đó là một cái mà sai lầm cũng khá là lớn khi mà các bạn tập, và dẫn ra nó bị có thể là một nguyên nhân. Tại vấn đề này ngày xưa mình cũng gặp rồi, chính bản thân mình luôn mà mình trải nghiệm qua mà mình gặp vấn đề này rồi, nên mình chắc chắn mình sẽ có giải pháp chia sẻ cho các bạn rất là hay ha, đối với cái kỹ thuật mix voice. Ok, còn bây giờ thì bạn sẽ tập như thế này ha. Mình chỉ cho các bạn là liên kết giữa chest và head, liên kết với nhau trước đi, rồi sau đó rồi mình tìm mid voice sau cũng được. Tại vì nếu như mà thật sự mid voice người nào cũng có đó, mình cam đoan với bạn luôn, chỉ có là làm chủ cái mid voice thì nó không có quen thôi. Head voice người nào cũng có luôn, chest voice cũng có, nhưng mà làm chủ nó và liên kết tất cả các giọng lại với nhau thì nó là những kỹ năng và những kỹ thuật. Thì sẽ có những người sinh ra là có điều đó rồi, mà có những người sinh ra thì chưa. Bây giờ mình chưa có thì mình học thôi. Ok, thì giọng head voice và giọng chest voice, tần số thấp và tần số cao trong bài hát ha. Rồi thì mình liên kết lại với nhau, thì các bạn cứ tưởng tượng đây nè, chest voice nè, head voice nè, đúng không? Tại chest voice là giọng ngực, chính xác không? Rồi head voice là giọng ốc. Bây giờ mình liên kết hai cái đầu quỷ này lại với nhau, đúng không? Mình liên kết hai cái này lại với nhau, nó thành một, nó để nó khi mà nó di chuyển từ từ giọng thấp lên giọng cao nó smooth hơn, nó mượt mà hơn đó, vậy thôi. Thì để liên kết được với nhau thì nó có một cái yếu tố, đó là yếu tố của hơi, và hơi sử dụng hơi, và nó cái đường đi của hơi nó di chuyển, nó không bị ngắt quãng. Thì cái hơi của mình phải đi từ ngực lên, và nó đi vòng ra phía sau. Tại phía sau này nó sẽ có một cái chỗ trống để nó đi được lên trên giọng ốc, nó có một cái chỗ trống. Thì mình chỉ sơ sơ như vậy cho các bạn đấy, đi qua phía sau và nó lòn lên cái chỗ trống đó, nó chạm lên head voice đó, nó sẽ chạm lên cái ốc của mình. Nó mà qua được cái chỗ đó là các bạn cứ mặc sức, các bạn đẩy hơi đi lên là tự động là nó sẽ chạm được thôi. Cái này là cấu tạo rất là bình thường của mỗi chúng ta rồi. Nếu mà chúng ta mà đẩy hơi mà nó nghẹt nghẹt là trong chúng ta ở trong cái vùng này nó có vấn đề gì đó. Ok ha. Rồi thì mình sẽ tập như thế này. Vừa giọng ngực, các bạn sẽ đi bạn ra ba, bạn từ dưới phía dưới đúng không? Bạn đưa lên nè. Ba, bạn đưa lên, bạn đưa. Bây giờ bạn tiếp bước thứ hai của tôi là từ giọng ngực nè, bạn đặt tay lên ngực nha. Ok, bạn đó, bạn đưa ra phía sau. Bạn đưa ra phía sau chứ đừng có đưa thẳng lên. Các bạn có một thói quen đưa é lên luôn là nó chật lớp gãy giọng là phải rồi, bởi vì nó không có chỗ để cho hơi lên. Đó, đó là các bạn phải đưa ra phía sau và các bạn đi lên xéo, xéo ra phía sau và lên trên. Rồi, ok, mình sẽ đi giọng ngực nha. Ra sao mình đẩy cái hơi ra phía sau. Mình ra head voice rồi đấy, ra giọng ốc rồi đấy, nhưng mà nó chưa cao lắm thôi, mình không có cần phải cao lắm, mình chỉ cần ra được cái giọng ốc thôi, chuyển từ xa lên đó, mình liên kết được hai lại với nhau. Thường thường các bạn không quen mà là head voice, đúng không? Cái đó chỉ là head voice thôi, giọng ngực bạn không có nhiều. Nếu bạn liên kết bạn phải chơi giọng này nè, đó các bạn phải vậy đó, nó nói bằng giọng ngực luôn. Đó, giống như gồ xe máy hả? Ra sao, ra sao đó, các bạn chỉ liên kết hai cái này lại với nhau rồi mọi chuyện head voice mid voice từ từ mình tính sao. Nhưng mà mình phải liên kết được là cái giọng dày và cái giọng cao, giọng dày và thấp, giọng cao và mỏng, hai cái này liên kết ra nó tạo một cái giọng vừa.
là vừa dày mà vừa cao. À, vừa dày vừa cao. Đó thì cái hay cái chỗ là cái sự liên kết này trước đi. Rồi mình tìm tới giọng Miss Voice là giọng mặt nạ, từ từ mình tính sao. Tôi có những cái video hướng dẫn chia sẻ. Và nếu như các bạn mà thấy hay thì các bạn hãy cứ like kênh của tôi và tiếp tục xem tiếp những cái video tiếp theo, tôi sẽ chỉ dẫn hơn. Đó. Chest voice là dày, head voice là mỏng, dày thấp, mỏng cao liên kết lại bằng cách ổn ra sao lên cao. Yeah, rồi ok. Là mình luyện mình có thể vào trong bài hát là luyện thanh là mi 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 ma 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 đó, cái đó câu chuyện đó từ từ mình tính sao ha. Ok, chúc các bạn thành công, luyện rất là dễ. Bây giờ tập được cái cảm giác đó đi, để liên kết lại nha, từ dưới lên, đừng có ẩu nha, từ dưới lên rồi. Rồi ok, thì nó chắc chắn là các bạn sẽ làm được thôi. Rồi ok, rồi chúc các bạn sẽ thành công với kỹ thuật liên kết của Head Voice và Chest Voice. Thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Và chia sẻ đến những người bạn nào mà mình thấy là họ cũng đang có nhu cầu giống như mình là tập luyện kỹ thuật thanh nhạc. Thì những video này sẽ giúp cho các bạn có một cái khái quát, một cái trải nghiệm rất là cụ thể về cái giọng hát. Thì tập luyện không khó, nhưng mà chỉ cần là phải nghiên cứu cho nó đúng, tập cho nó đúng, chứ đừng có tự giác mà tập, tự tập mà nhiều khi nó lại hư giọng đấy. Hay vậy, vì vậy hãy đăng ký kênh của mình để có thể tập đúng và chuẩn hơn và dễ dàng hơn. Xin chào và hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Bye bye.